Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 7 của cuốn sách mang tên Tôi là AI. Của tác giả Ni Sư Oya Khema, Việt Dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, Hiệu Đính Bình An Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 9, yểm ly, ly tham và tứ diệu đế giờ Potapada lại hướng đến những câu hỏi khác. Ông ta cũng rất giống chúng ta, có phải không? Nếu không tìm được câu trả lời cho vấn đề này, chúng ta lại xoay qua vấn đề khác. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được, tưởng là tự ngã của con người, hay, tưởng khác, tự ngã khác, vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh nguyện khác, thời Bạch Thế Tôn thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Đức Phật trả lời, này Potapada, ta không trả lời, thế giới là thường còn, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Và những câu đối đáp tiếp theo, Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada ta không trả lời thế giới là vô thường chỉ có quan điểm này là đúng sự thật ngoài ra là mê muội bạch thế tôn có phải thế giới là vô biên hữu biên ta không trả lời rằng thế giới là vô biên hữu biên chỉ có quan điểm này là đúng sự thật ngoài ra là mê muội cách đặt câu hỏi như thế có thể đối với chúng ta bây giờ rông dài nhưng đó là cách tranh luận thường được sử dụng ở ấn độ vào thời đức phật có phải như thế không? Có phải không như thế không? Có phải cả hai vừa như thế và vừa không như thế? Có phải vừa không phải như thế vừa không không phải như thế? Sử dụng phương pháp này, Potapada đưa ra 10 quan điểm, được biết đến như là những quan điểm không tuyên bố, undeclared, hay không xác định, indeterminate. Đây là 10 điều mà Đức Phật không tuyên bố, 10 câu hỏi mà Đức Phật không trả lời các học giả tin rằng những câu hỏi này theo truyền thống được đặt ra đối với các vị du già, các nhà lãnh đạo tinh thần để biết quan điểm của họ như thế nào. Cuộc đối thoại của Potapada và Đức Phật lại tiếp tục bạch thế tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, có phải sinh mạng khác, thân thể khác, chỉ có quan, điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Ta không trả lời, sinh mạng khác, thân thể khác chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải như lai tồn tại sau khi chết? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời, như lai tồn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải như lai không tồn tại sau khi chết? Tồn tại và không tồn tại sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, này Pottapada, ta không trả lời, như lai không tồn tại. Tồn tại và không tồn tại, không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Pottapada cuối cùng hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? Câu trả lời của Đức Phật đầy ý nghĩa thâm sâu, này Pottapada, Câu hỏi này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc về căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ đến niết bàn. Vì vậy, ta không trả lời, Đức Phật từ chối nói về những điều không liên quan đến con đường đảo, không thể giúp ta thoát khổ. Biết rằng thế giới có hay không có tồn tại thì cũng không đem lại lợi ích gì cho Potapada mà biết rằng linh hồn và thân là khác hay không khác, thì ảnh hưởng gì đến sự an lạc, hạnh phúc của ông? Có thành vấn đề không nếu Đức Phật hiện hữu hay không hiện hữu sau khi chết? Tất cả những vấn đề trên không thể giúp Potapada thoát khổ, vì thế Đức Phật từ chối không bàn đến những câu hỏi đó với ông. Điều tương tự cũng xảy ra trong các kinh khác, vì người khác cũng lại đặt những câu hỏi loại đó với Đức Phật. Vaksagota, một kẻ ngoại đảo, cũng là một trong những người đó. Ông đã tìm đến Đức Phật để hỏi xem Tathagata, danh hiệu Đức Phật thường dùng để tự xưng, có hiện hữu sau khi chết hay không? Ngài có không hiện hữu hay không không hiện hữu? Ngài có vừa hiện hữu và không hiện hữu? Đức Phật bảo rằng Ngài không tuyên bố bất cứ gì về những điều này. Sau đó Sa-gô-ta hỏi như thế làm sao tôi có thể hiểu điều này? Câu trả lời của Đức Phật là bảo vác Sa -gốt -ta đi kiếm một số củi trụm và nhóm lửa. Sau đó Ngài bảo vác Sa -gốt -ta bỏ thêm củi vào đó, và vác Sa -gốt -ta đã làm theo. Đức Phật hỏi ông ta ngọn lửa cháy như thế nào và được trả lời là cháy rất tốt. Rồi Đức Phật bảo vác Sa -gốt -ta đừng bỏ thêm củi vào đó nữa. Sau một lúc, Đức Phật lại hỏi vác Sa -gốt -ta bây giờ ngọn lửa ra sao? Câu trả lời là ngọn lửa bắt đầu tắt, rồi là, ngọn lửa đã hoàn toàn tắt. Đức Phật bảo với Vác Sa -gốt Ta, ngươi thấy không, đó là những gì sẽ xảy ra đối với Ta Thề Ta. Ngọn lửa đã đi đâu? Nó có đi tới hay đi lui, đi ngang, qua bên phải hay qua bên trái không? Vác Sa -gốt Ta trả lời, Bạch Thế Tôn, không, nó chỉ tắt. Đức Phật lại tiếp tục, như thế ngọn lửa có đi lên hay đi xuống? Vạc Sa-gô-ta trả lời, Bạch Thế Tôn, không, ngọn lửa chỉ tắt vì không còn thêm nhiên liệu. Đức Phật nói, đúng thế, và ta cũng sẽ ra đi như thế vì không còn nhiên liệu thêm cho lòng tham ái. Câu hỏi đó ngày nay vẫn còn được hỏi, dĩ nhiên không dùng những từ ngữ giống như thế. Trong một số truyền thống, trong các quốc gia nơi Phật giáo đã có từ lâu đời, cũng có bao giả thuyết về những gì đã xảy ra cho Đức Phật sau khi Ngài tịch diệt. Nhưng chính Đức Phật đã nói rất rõ rằng nếu ngọn lửa ái dục không còn được tiếp thêm nhiên liệu, thì thân và tâm này sẽ hoại diệt, đơn giản là thế. Chúng ta không cần phải bàn cãi thêm về điều này, với người khác hay với chính bản thân. Đức Phật, như Ngài đã nói với Potapada, không trả lời những câu hỏi về những vấn đề, không đưa đến mục đích giải thoát không dẫn đến pháp. Trong một bản kinh khác, có một câu chuyện khá thú vị, có thể làm rõ điều này. Một người bị trúng tên vào ngực và gục ngã, bị thương khá nặng, anh ta đang ở mấp mé bờ sinh tử. Vì thế người ta đã gọi một lương y đến để nhổ mũi tên ra. Nhưng người bị thương không để vị lương y làm điều đó. Trước hết, người đó muốn biết mũi tên làm bằng gỗ gì loại thuốc độc nào đã được tầm ở đầu mũi tên, chiếc lông được gắn ở cuối mũi tên là loại gì, lông ngỗng hay lông diều hông. Anh ta còn muốn biết ai đã bắn mũi tên vào anh, ở độ xa bao nhiêu, và tại sao. Dĩ nhiên nếu tất cả những câu hỏi của anh được trả lời, thì anh sẽ chết. Câu chuyện thể hiện khuynh hướng hay đặt câu hỏi về những chi tiết không quan trọng, thay vì thực hành những điều giúp ta thoát khỏi khổ đau. Trong câu chuyện, mũi tên là khổ, Đức Phật là vị lương y và thuốc chữa là pháp. Kẻ bị bắn tên, bị khổ, từ chối không thọ lãnh pháp cho tới khi anh ta được biết tất cả các chi tiết dài dòng, thừa thải. Đức Phật cũng nói như thế đối với Pottapada. Những câu mà Pottapada hỏi không liên quan gì đến những điều ông cần làm. Nhưng Pottapada không sẵn sàng để làm bất cứ điều gì. Đơn giản là ông đang bị Đức Phật thu hút, nếu không, ông đã không giữ Đức Phật lại lâu như thế với tất cả những câu hỏi này, nhưng ông chỉ quan tâm đến chúng trên bình diện tri thức. Tuy nhiên, có thể Đức Phật cũng cảm thấy người này có khả năng học hỏi, đó cũng là điều may mắn cho chúng ta, nếu không, ta sẽ không có cơ hội được biết đến các câu hỏi của Gotapada cũng như những câu trả lời cặn kẽ của Đức Phật. Đức Phật bảo, trả lời những câu hỏi này không đưa đến nhàm chán, yểm ly, đến ly tham, đến tận diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, cũng như đến niết bàn. Nhàm chán là một bước quan trọng trên con đường tiến đến giác ngộ, một phần của một chuỗi được biết đến như là duyên khởi siêu việt, bắt đầu bằng sự hiểu biết về chính cái khổ của ta, khiến ta khởi lòng tin vào Phật pháp và hoan hỷ rằng ta được có cơ hội tu tập tiếp đến là sa mà sa mà đi rai right concentration chánh định là thiền định mang đến cho chúng ta trí tuệ và cách nhìn sự vật như chúng thực sự là nói cách khác là tuệ chi rằng vạn pháp là vô thường khổ và vô ngã rồi tuệ chi này dẫn chúng ta đến sự nhàm chán với cuộc sống và sự nhàm chán yểm ly này là bước đầu tiên cần thiết để đưa chúng ta thoát khỏi khổ đau từ giờ cho đến lúc đó chúng ta chỉ lo tu tập cho thuần thục chúng ta không thể dốc tất cả sức lực vào việc tu tập khi chúng ta còn hướng đến thế giới bn ngoài để tìm hạnh phúc khi chúng ta vẫn còn tin rằng nếu tìm được người tâm đầu tìm được công việc tốt nơi ở thoải mái hay bất cứ thứ gì mà ta mong cầu là lời giải cho những khó khăn của ta chừng nào chúng ta còn chưa đạt đến mức độ nhàm chán thì chúng ta vẫn còn tu tập một cách nửa vời và dĩ nhiên là kết quả tốt nhất cũng chỉ là những kết quả nửa vời dĩ nhiên chúng ta vẫn còn phải sống trong thế giới này vì có thân để được sinh tồn chúng ta cần không khí ánh sáng mưa thực phẩm và nhiều thứ khác nữa nhưng sự tự tại nội tâm không bao giờ tùy thuộc vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài chúng ta không thể gặt hái được nó từ bên ngoài vì không có con đường nào như thế sự viên mãn tự tại chỉ có thể đến từ bên trong có thể phải cần một thời gian trước khi chúng ta có thể hiểu được chân lý này có người hiểu rất nhanh người khác thì lâu hơn và cũng có những người sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó điều đó tùy thuộc phần lớn vào nghiệp quả của chúng ta và vào duyên lành của chúng ta mà dĩ nhiên cũng chính là nghiệp quả trở nên nhàm chán không có nghĩa là chúng ta chán ghét thế giới này những người sống trong đó hoặc thiên nhiên ở quanh ta hay là hàng ngàn thứ tầm thương mà ta sử dụng và sống với chúng nhàm chán yểm ly không phải là ghê tởm mặc dầu đôi khi nó cũng bị hiểu sai như thế ghê tởm có một ý nghĩ tiêu cực trong đó mà ngay khi chúng ta có cảm thọ bất thiện bên trong là sự thực hành của ta đã bị uế nhiễm Chúng ta không ghê tởm thế giới, mà chỉ là ta không còn dính chấp, không còn coi những việc ta có thể làm cho thân là quan trọng vô cùng, hay có liên quan đến tâm. Chúng ta dừng tìm kiếm một sự thỏa mãn hoàn toàn trong thế giới này. Điều này thường không xảy ra cho đến khi chúng ta đã hoài công tìm kiếm ở đó rất nhiều lần. Do đó rất ít khi chúng ta đạt được sự nhàm chán khi còn trẻ, mặc dù dĩ nhiên nó cũng có thể xảy ra. Đa số chúng ta đã phải trải qua nhiều kinh nghiệm trong đời, với thế giới bên ngoài và đã từng bị thất vọng nhiều lần trước khi chúng ta có thể bắt đầu tìm một con đường khác để đi đến hạnh phúc. Tuy nhiên khi đến với thiền, không nhất thiết là chúng ta đã trải qua sự nhàm chán. Phần đông chúng ta hành thiền chỉ vì chúng ta muốn có thêm một cái gì đó đáng làm, và đem lại sự thư thái, dễ chịu cho xe cuộc sống của chúng ta. Đức Phật bảo rằng điều đó vẫn còn tốt hơn là không thực hành gì cả. Đức Phật rất hoan hỷ đối với những người đến tham vấn. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng Đức Phật đã trả lời với Pottapada một cách thẳng thắn và ngắn gọn rằng, đừng nghĩ đến những chuyện bên ngoài không liên quan gì đến ta, mà phải cố gắng tu tập để được giải thoát. Nếu ta bắt đầu hành thiền chỉ vì muốn trải nghiệm một điều gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc đời, thì hành động này cũng sẽ dần dần đem lại kết quả nếu ta thường xuyên và kiên trì hành thiền nếu qua các tầng thiền định chúng ta nhận biết rằng có một tầng tâm thức hoàn toàn khác sẵn dành cho tất cả ngay cả đối với những người bình thường như chúng ta thì cuối cùng ta cũng hiểu rằng thế gian chỉ dành thỏi vàng cho kẻ ngu khơ nó lấp lánh nhưng không có giá trị gì mặc dầu nó cũng thực sự chiêu sáng một cách đầy quyến rũ. Những người phụ nữ đẹp, những người đàn ông lịch lãm, thời tiết ấm áp, cao lương mỹ vị, âm nhạc êm tai, lời văn lôi cuốn, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào sự tiếp xúc của các căn. Tất cả đều ở bên ngoài chúng ta, chứ không thể nào với tới được tiềm thức sâu kín của ta. Trong tiếng Pali, nó được gọi là Ma vương, Mara hay sự cám dỗ chúng ta luôn bị thế giới này quyến rũ không chỉ vì nó có vẻ hấp dẫn mà còn vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là nơi ta có thể tìm được hạnh phúc một số người cũng có vẻ rất thành công có được tất cả những thứ họ muốn khiến chúng ta tự hỏi sao cuộc đời họ may mắn thế trong khi cuộc đời ta đầy bất hạnh có lẽ tôi cần phải bắt chước theo họ và chúng ta cứ thế chạy đuổi theo cách này hay cách khác nếu cứ tiếp tục theo cách sống đó một thời gian chúng ta sẽ đánh mất cơ hội dành cho chúng ta trong kiếp sống này để đi theo con đường nội tâm để đạt được sự nhàm chán đòi hỏi một quá trình tu tập dài lâu mà nó cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường chứng ngộ sâu sắc phát sau tâm nhàm chán đến ly tham là bệ phóng cho sự chứng đạt niết bàn ở giai đoạn này tâm nhàm chán của chúng ta đã tăng trưởng mạnh đến độ khi tham hay sân phát sinh chúng ta có thể buông bỏ chúng ngay lập tức nhưng chúng chưa biến mất tham sân chỉ hoàn toàn biến mất ở giai đoạn cuối cùng trước khi giác ngộ và ngay cả khi đó chúng cũng còn luẩn quẩn trong tiềm thức một cách vi tế dầu chúng không còn quấy phá chúng ta nữa chỉ có vị a la hán vị giác ngộ là hoàn toàn rũ bỏ được chúng tuy nhiên với ly tham chúng ta không còn muốn nắm bắt kéo níu hay xô đẩy chống đối khuynh hướng tiềm ẩn vẫn còn đó nhưng ta có thể buông bỏ chúng vì ta đã nhìn ra được chân lý ẩn chứa trong nhàm chán nếu không thể làm thế chúng ta sẽ không thể tiếp tục trên con đường đảo nhàm chán và ly tham là những bước trọng yếu trên con đường này cũng cần nhắc lại ở đây là nếu ta không nhận ra được cái khổ của bản thân thì ta không thể nào đạt được tâm nhàm chán và ly thang nếu chúng ta chỉ thực hành vì muốn có thêm chút hương vị thiền trong cuộc đời mình thì chẳng bao giờ ta có thể đến gần được nhàm chán hay ly thang nhận ra được cái khổ đúc kha của mình không có nghĩa là ta phải gặp một thảm kịch trầm trọng nào khổ chỉ là cảm giác luôn bức xúc lo lắng náo động không tự tại khi nhận ra được cái khổ của mình thì lòng tin vào Phật Pháp sẽ phát sinh. Điều này có nghĩa là lúc đó chúng ta mới nguyện dốc lòng, không phải lòng tin một cách mù quáng vào giáo lý của Đức Phật, mà là tìm hiểu xe em mở những lời Phật dạy có đúng trong mọi hoàn cảnh không. Với tâm nguyện đó, hoan hỷ sẽ phát sinh vì ta có thể làm một điều gì đó vượt lên những mong ước tầm thường của thế tục, và nhờ tâm hoan hỷ đó ta mới có thể tích cực hành thiền. Lúc đó, như chúng ta đã thấy, trong chuỗi nhân quả của Diên sinh siêu thế, Transcendental Dependent Arising, này, những bước kế tiếp là các tầng thiền định, được tiếp theo sau bởi, tuệ chi và chi kiến để nhìn mọi vật như chúng thật sự là, là một kinh nghiệm thực chứng về vô thường, khổ và vô ngã. Trải nghiệm một điều gì đó không có nghĩa là ta sẽ hiểu nó. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn có thể sống mà không cần đến nhiều hiểu biết. Như chúng ta vẫn có thể xem lướt qua báo chí giàu từ ngữ của ta có hạn chế. Cuộc sống hàng ngày không đòi hỏi chúng ta phải có một chi kiến sâu xa nào. Chỉ cần ta có thể giải quyết công việc một cách hữu hiệu là đủ rồi. Trong khi, nếu muốn đi theo con đường Phật dạy, chúng ta phải đi sâu hơn nữa, phải ý thức đến từng giây phút hiện tại, tầm quan trọng của nó và thực sự hiểu được chúng ta đang trải nghiệm điều gì trong quá trình thiền quán chúng ta bắt đầu thấy vô thường như là một tính chất của cuộc sống chúng ta cũng là cái vô thường đó điều này còn đi xa hơn việc đơn giản chấp nhận sự thật là tất cả mọi thứ đều vô thường hoặc hơi thở của ta là vô thường chúng ta nhận biết sự thật đó về chúng ta ở mức độ sâu xa nhất của sự hiện hữu cũng như thế chúng ta nhận biết sự thật về khổ khi chúng ta trải nghiệm điều đó hết lần này đến lần khác sự bất an tiềm ẩn trong tâm và trong trái tim ta chúng ta trở nên ý thức về việc ta đã bỏ ra biết bao thời gian để đi tìm những nguyên nhân ở bên ngoài trách móc đổ lỗi cho người khác chúng ta hoàn toàn quên ở những lúc như thế rằng người khác cũng có những bất an tương tự trong những cách giống hệt như của chúng ta thay vì thế ta thấy chỉ có mình là bất an rồi ta trưng ra bao lý do khiến điều đó có thể xảy ra tất cả đều không liên can gì đến tiềm thức sâu xa của ta chúng chỉ phảng phất trên mặt chỉ chạm đến bờ mé của sự trải nghiệm của ta trở nên ý thức về vô thường hoặc khổ là một điều rất quan trọng không chỉ ở bên trong ta mà ở bất cứ nơi nào ta để mắt tới mỗi cụm cây mỗi bờ cỏ mỗi chiếc lá đều bật lên tiếng nói lớn về vô thường mỗi một ngày cũng đầy rẫy những vô thường nếu chúng ta sở hữu một trong những chiếc đồng hồ điện tử chớp tắt mỗi giây chúng ta sẽ thấy không có gì có thể biểu hiện tính vô thường rõ hơn thế vậy mà bằng cách nào đó chúng ta vẫn nghĩ rằng chiếc đồng hồ không ngừng chuyển biến còn chúng ta thì đứng yên làm sao điều đó có thể xảy ra chúng ta cũng giống hệt chiếc đồng hồ kia chúng ta cũng dần đi qua với thời gian tâm nhàm chán sẽ ảnh hưởng lớn đến cách sống của chúng ta nhưng nó chỉ có thể xảy ra như là kết quả của bao công phu tu tập của ta trước đây tất cả đều là nhân quả đôi khi vì chúng ta có thể buông bỏ một ham muốn nào đó chúng ta nghĩ rằng mình đã đạt đến trạng thái nhàm chán rồi chúng ta ngạc nhiên khi một ái dục mới xuất hiện dĩ nhiên buông bỏ được một ái dục là điều đáng khuyến khích đúng ra là rất quan trọng nhưng đó chưa phải là dứt được thang chúng ta vẫn còn phải quan tâm đến tham dục vẫn còn phải tu tập nhiều hơn trong câu chuyện về vác Sa Gốt Ta, chúng ta đã thấy ngọn lửa chỉ tắt đi khi không còn có thêm nhiên liệu một số người có thể nói nhưng tôi trân trọng niềm đam mê của mình tôi không muốn buông bỏ chúng nếu thực sự ta cảm thấy như thế thì ta đành phải chờ đợi cho đến khi ta có thể chuyển đổi có thể là trong kiếp này kiếp tới hay một trăm kiếp nữa kể từ bây giờ ai mà biết được mà cũng có thể là ngày mai chúng ta thay đổi quan điểm khi nhìn sự vật khác đi khi việc hành thiền của ta càng trôi chảy thì tâm càng thấy rõ ràng hơn thực tại mà ta đang sống trong đó phần đông chúng ta sống trong một thực tại do ta tự tạo ra ta tưởng tượng nó giống như là ta mong muốn nhưng rồi ta tự hỏi tại sao mình không hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tưởng tượng và thực tế không đi đôi với nhau không thể sắp xếp để nội tâm phải phù hợp với ái dục của ta cũng không thể mua chuộc được thực tại nếu điều đó khả thi thì tất cả những kẻ giàu có đều hoàn toàn hạnh phúc là điều chẳng bao giờ xảy ra trái lại có một số người giàu có lại quá khổ đau đến nỗi họ phải tự tử ở một mức độ nào đó chúng ta đều biết tất cả những điều này nhưng rồi ta có làm gì không những gì chúng ta biết và những gì chúng ta làm thường rất khác xa nhau một khía cạnh quan trọng của đời sống tâm linh đó là nếu chúng ta thực sự biết điều gì là đúng chúng ta phải hành động dựa trên đó nếu không nó sẽ không đưa chúng ta đi đến đâu cả chỉ có sự hiểu biết thôi không thể đem lại sự đổi thay nhàm chán như đức phật đã nói trong bản kinh này đưa đến sự tịch diệt tịch tịnh và thắng chi khi nào tâm còn sân tham nó không thể vượt lên chính mình nó bị kẹt trong chính vòng xoáy của các phản ứng của mình Chúng ta có thể thực sự cảm thấy điều này khi tâm ta quay cuồng trong vọng tưởng không dừng dứt. Chúng ta cũng giống như Potapada, với bao ý nghĩ và quan điểm mù mờ, khi nào ta còn chất chứa sân tham và cho phép chúng khởi lên trong lúc hành thiền, thì tâm khó thể được thanh tịnh hay trải nghiệm được những trạng thái tâm thức cao hơn. Tâm vẫn còn quá bám víu vào thế giới này, trong thiền vấn đề là làm cho tâm được lắng đọng để nó có thể nhận thức rằng thế giới bên ngoài đơn giản chỉ là một môi trường cần thiết cho thân không phải là cái có thể mang đến hay không mang đến cho ta hạnh phúc và chắc chắn rằng nó không phải là thứ mà ta cần chú tâm đến khi tọa thiền dĩ nhiên khi phải đối mặt với người hay hoàn cảnh nào đó chúng ta phải ý thức về bản thân trong thế giới đó nhưng trong lúc hành thiền ta cần tránh những môi trường có thể khơi dậy lòng sân tham trong ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đạt được những tầng thiền định và trí tuệ cao hơn, hay là Abhinna, có nghĩa là sự diệt tận mọi chướng ngại và các khuynh hướng tiềm ẩn. Khi chúng ta đạt đến giai đoạn này trên con đường đảo, thì các quê nhiễm, bất thiện tâm đã được giải tỏa để chúng không còn là những chướng ngại đối với chúng ta nữa. Đức Phật có bốn cách để trả lời những câu hỏi, bằng cách đơn giản nói có hay không, bằng sự giải thích cặn kẽ, hoặc bằng một câu hỏi ngược lại như chúng ta thấy ở trong kinh này, và cuối cùng là với sự im lặng. Tuy nhiên đối với Pottapada, thay vì giữ im lặng, Đức Phật đã nói với Pottapada lý do tại sao ngài không muốn trả lời tất cả các câu hỏi của ông, vì chúng không đưa đến mục đích gì. Đó là một trong những lý do. Lúc đó, Pottapada không ngần ngại quay sang câu hỏi khác, vì ở đây Đức Phật là bậc đạo sư để ông tham vấn, Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? Này Pottapada, ta trả lời, đây là khổ. Ta trả lời, đây là khổ tập. Ta trả lời, đây là khổ diệt. Ta trả lời, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là tứ diệu đế nền tảng giáo lý của Đức Phật. Kottapada đã đi quá xa đề tài, theo đuổi những ý nghĩ không ích lợi gì, vì thế Đức Phật đang đưa ông ta trở về với các sự thật căn bản này. Đó là lời tuyên bố của Đức Phật khi giác ngộ. Đức Phật đã ngồi một tuần trong trạng thái định tĩnh, dưới gốc cây bồ đề nổi tiếng, ở Bodh Gaya bây giờ. Sau khi xuất định, Đức Phật đã lập ra thuyết tứ diệu đế này vì ngài nhận thấy chúng là câu trả lời cho nỗi khổ của chúng sanh. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giải thích về tứ diệu đế ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên của ngài, Kinh Truyền Pháp Luân. Dammasakka Pavattana Sutta Dammasakka là bánh xe pháp và Pavattana là quay cho năm người bạn mà Đức Phật trước đó đã cùng đồng tu dưới sự hướng dẫn của hai vị thiền sư. Khi nghe được những lời dạy này, một trong năm vị này lập tức đạt được giác ngộ sau này những người còn lại cũng đạt được giác ngộ họ trở thành những vị tu sĩ đệ tử và tín đồ phật giáo đầu tiên của đức phật con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau là bát chánh đạo mà thường được chia làm ba phần giới định và tuệ sỉ la samadhi và pana tất cả đều được nói đến trong bản kinh này Pottapada đã được nghe về sự cần thiết phải sống đời đạo hạnh. Ông đã được nghe về định và cuối cùng là tuệ khi ông đặt câu hỏi về sự hiện hữu hay không hiện hữu của tự ngã. Thật ra, Pottapada vẫn còn tin rằng có một tự ngã và ông sẽ mang vấn đề này ra hỏi lại sau này. Ta thấy ông không thay đổi ý kiến cho tới tận cuối bài kinh khi ông trở thành đệ tử Phật. Giáo lý của Đức Phật luôn chứa ba phần này nếu không, nó chưa hoàn chỉnh. Thật vậy, chỉ có những giáo lý tâm linh nào bao gồm cả giới, định, và tuệ, mới đáng để cho chúng ta theo. Potapada vẫn còn có một câu hỏi nữa, Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời, rất kiên nhẫn, Đức Phật lặp lại những lời đã nói, này Potapada, vì câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, đưa đến yểm ly đến ly tham đến tịch diệt đến thắng trí đến giác ngộ đến niết bàn vì vậy ta trả lời trước câu trả lời đó cuối cùng pottapada có vẻ cũng đã hiểu vì ông nói bạch thế tôn như vậy là phải bạch thiện thể như vậy là phải bạch thế tôn này đã đến thời ngài làm gì ngài xem là phải làm rồi đức phật đứng dậy từ chỗ ngồi và ra đi lời dạy mà Đức Phật để lại cho Potapada vẫn đầy giá trị đến tận ngày nay. Đó là chỉ nên quan tâm đến những vấn đề có ích cho ta trên con đường tu tập. Vào thời đó ở Ấn Độ, các vị bà La Môn, giáo sĩ, các vị thầy tâm linh thường ghi lại những cuộc đối thoại, tranh cãi rông dài, với những đề tài như là thế giới có thường còn hay không, có vô biên hay hữu biên, linh hồn có phải là tự ngã, vân vân tuy nhiên khi chúng ta quán tưởng về những điều này chúng ta sẽ thấy là những đề tài này không ích lợi gì cho sự tu tập của ta trái lại chúng còn đưa đến những suy nghĩ viễn vông rõ ràng là chúng không thể đưa ta đến định tĩnh sự quán chiếu ích lợi nhất là tìm hiểu suy nghĩ về tứ diệu đế và tự chứng nghiệm chúng nơi bản thân hai đế đầu tiên là khổ và nguồn gốc của khổ là do ái dục hay sân và tham có thể xảy ra bất cứ giây phút nào trong một ngày nếu chúng ta có thể nhận chân được những sự thật này thì ngay bây giờ với lòng tin chúng ta có thể chấp nhận diệu đế thứ ba sự chấm dứt khổ diệu đế thứ tư con đường giải thoát khổ là bát chánh đảo dần dần sẽ đưa ta đến giải thoát điều quan trọng là ta cần phải quán tưởng những sự thật này cho đến khi chúng ta thực sự hiểu được chúng tôi đã thực sự trải nghiệm qua khổ đau chưa nếu có tôi có đổ lỗi cho một nguyên nhân bên ngoài không tôi có còn tin rằng một người nào đó hay một điều gì đó đã gây khổ cho tôi không hay tôi hoàn toàn tin rằng từ kinh nghiệm tự thân tôi là người tạo ra nó nếu không hoàn toàn chắc chắn về điều này chúng ta phải tiếp tục tự hỏi mình ai khiến tôi khổ dĩ nhiên chúng ta có thể lập luận rằng không ai muốn cho tôi khổ, không ai hơi sức đâu làm chuyện đó, hoặc tự lý giải như thế nào cũng được. Nhưng cách đó không mấy ích lời. Vấn đề là ta phải nhận thức được sự thật này từ nội tâm và ứng xử tùy theo đó. Một khi chúng ta làm được như thế và có thể buông bỏ bất cứ ái dục nào phát khởi ngay lúc đó, ta sẽ thấy rằng khổ cũng biến mất ngay lập tức. Ái dục cũng có thể phát khởi từ một thiện ý thí dụ ta có thể muốn hành thiền giỏi nhưng khi chúng ta có ý muốn như thế thì ta có thể chú tâm được không dĩ nhiên là không không có gì xảy ra tất cả nếu còn có cái tôi muốn thì sẽ còn có khổ đau giả sử chúng ta buông bỏ lòng ham muốn đó để cho nó qua đi giả sử chúng ta ngồi xuống xếp chân lại và chỉ có mặt ngay giây phút hiện tại với lòng không ham muốn chúng ta sẽ khám phá ra rằng điều đó diệu kỳ làm sao. Ai cũng có thể trải nghiệm được điều này, ngay nếu như tâm ta vẫn còn lăng xăng, quay cuồng, thì chỉ cần ta có thể buông bỏ tất cả trong một vài giây, ta cũng sẽ nhận thấy nhẹ nhỏ em mờ giường bao. Đó là giây phút của chân lý, giống như chúng ta đang mang một gánh nặng và cuối cùng có thể đặt nó xuống dĩ nhiên tâm không được rèn luyện lại vác một gánh nặng khác lên vai ngay lập tức nhưng dầu gì ta cũng có thể kiên trì thực hành buông bỏ khi đã làm được như thế không những chúng ta sẽ buông bỏ các ái dục dễ dàng hơn mà chúng ta còn cảm nhận được những kết quả khác như sự cởi mở phóng khoáng nhẹ nhàng định tĩnh chúng ta càng dốc tâm hành thiền với lòng không mong cầu thì càng tốt hơn chúng ta cũng nên khôn ngoan để giải phóng tâm khỏi những câu hỏi có tính cách suy đoán. Lý luận mà Đức Phật cho rằng rất vô ích, mà Potapada lại rất thích làm. Có lẽ các câu hỏi của Potapada chỉ có giá trị là để cho chúng ta thấy điều gì là ích lợi đối với sự tiến bộ tâm linh và điều gì là không. Tủ sách áo làm chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 7 tôi là AI. Của Nisuya Khema Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào tập 8.